Chỉ trong vòng 2 tuần trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 2 vụ ngộ độc khí CO do sử dụng than củi đốt để sưởi ấm, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương. Thời tiết giá lạnh kéo dài tiềm ẩn nguy cơ tử vong do sưởi ấm bằng than củi. Thưa quý vị khán giả, mặc dù là đã được cơ quan chuyên môn cũng như là các phương tiện truyền thông cảnh báo thường xuyên, nhưng mà cứ tới những cái đợt thời tiết lạnh giá thì vẫn xuất hiện các trường hợp người dân bị ngộ độc và thậm chí là tử vong, thương tâm do việc đốt than tổ ong hay là than củi để sưởi ấm. Chuyên gia cảnh báo gì về vấn đề này? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi tiêu điểm nóng hôm nay và xin được mời biên tập viên Thanh Huyền. Vâng, thưa chị Đào Xuyên. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng than củi, than tổ ong để đốt nhằm sưởi ấm là thói quen xuất phát từ nhận thức và điều kiện kinh tế của nhiều người ở các vùng nông thôn miền núi, nơi thường xuyên phải hứng chịu tác động mạnh mẽ của không khí lạnh. Nhiều hộ dân, nhất là những nhà có trẻ em, người già, có hoàn cảnh khó khăn, thường dùng than hoặc củi để xua đi cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Mặc dù biết rõ sự nguy hiểm, thế nhưng đây là cách vừa có để sưởi ấm, vừa giúp cho các hộ gia đình khó khăn tiết kiệm chi phí. Từ đầu năm đến nay, liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về khiến cho các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa dông, gió rét, có nơi rét đậm, rét hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Trung. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ xuống còn từ 14 đến 17 độ C. Đợt rét đậm kéo dài nhiều ngày qua đã khiến cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi, phải nhập viện để điều trị. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, gần đây do thời tiết lạnh rét, số lượng bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính nhập viện tại khoa hồi sức tích cực gia tăng, đặc biệt là những người trên 60 tuổi. Các bệnh nhân nhập viện chủ yếu là bệnh nhân nặng mắc các bệnh tăng huyết áp, cấp cứu, đột quỵ não và bệnh phổi mãn tính. Trong đó, tỷ lệ bệnh nhân bị đột quỵ não, tăng huyết áp tăng cao hơn so với mùa khác. Theo các bác sĩ, thời tiết lạnh rét là nguyên nhân để vi khuẩn đường hô hấp sinh sôi phát triển, gây ra tình trạng co thắt đường hô hấp, bội nhiễm phổi ở người cao tuổi, dẫn đến đột quỵ não, nhồi máu cơ tim. Đây là những đối tượng có sức đề kháng suy giảm kèm theo nhiều bệnh nền. Từ đầu năm đến nay, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận và điều trị hơn 200 bệnh nhân. Tai nạn ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than củi thường gặp nhiều ở miền Bắc và miền Trung vào mùa đông. Hầu như năm nào chúng ta cũng thấy có những tai nạn đáng tiếc, mặc dù các cảnh báo và khuyến cáo vẫn thường xuyên được đưa ra. Tính riêng tại huyện Quảng Xương của tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 2 cho đến nay, trên địa bàn này đã xảy ra 2 vụ tai nạn ngộ độc khí CO do sử dụng than củi đốt để sưởi ấm, khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương. Đây là gia đình tại phố Tân Hưng, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, có 2 trường hợp tử vong vì ngộ độc khí than do đốt than củi sưởi ấm. Vụ việc xảy ra chỉ cách đây một tuần, theo lời kể của người thân nạn nhân, do thời tiết lạnh rét nên hai nạn nhân đã đốt than củi để sưởi ấm. Chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa. Sau khi phát hiện thì một người đã tử vong, người kia rơi vào tình trạng nguy kịch, được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định các nạn nhân bị ngạt khí CO do đốt than củi trong phòng kín. Chúng tôi cũng đã có cái cảnh báo, nhưng đây là thực sự là nó cái hy hữu và nó không may. Số lượng mà dân sử dụng than củi thì có thể nói là rất ít, chứ còn trên địa bàn dân phố là chủ yếu là dùng bếp ga hết. Trước đó, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập các tổ công tác xuống cơ sở để tuyên truyền, cảnh báo rủi ro và mối nguy hiểm khi sử dụng than củi để sưởi ấm. Mặc dù vậy, sự việc thương tâm vẫn xảy ra. Khuyến cáo với bà con nhân dân của thị trấn Tân Phong và trong cái thời gian tới, nếu gia đình nào mà có đốt hương cũng như đốt các cái vật ở trong nhà mà có hơi khói là phải mở tất cả các cái hệ thống cửa thông gió để tránh cái tình trạng rủi ro đáng tiếc. Địa bàn huyện Quảng Xương thì cái việc mà đốt than sưởi ấm thì nó cũng rất là ít, hầu như là không có. Trong thời gian tới thì huyện cũng đã chỉ đạo tuyên truyền vận động trong nhân dân khuyến cáo sưởi ấm nhưng mà phải đảm bảo an toàn. Đối với những nhà xây kín là không sử dụng than để sưởi ấm và chỉ sử dụng chăn nệm để giữ ấm cho cơ thể. Sử dụng than củi sưởi ấm không đúng cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thực tế này đã được chứng minh qua nhiều cái chết thương tâm, đặc biệt ở gia đình có phụ nữ sau sinh, người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ. Ngộ độc khí than hay còn gọi là khí CO, carbon monoxide. Nguyên nhân là do người dân đốt than để sưởi ấm trong không gian chật hẹp kín gió. Bởi than khi cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ sinh ra loại khí cực độc là CO.
trong điều kiện phòng kín và thiếu oxy thì càng làm tăng khả năng gây ngộ độc khí CO cho người sưởi. Tiếp cận dưới góc độ y tế, ngộ độc khí CO là tác nhân gây nên các bệnh lý liên quan đến hô hấp tim mạch, làm tổn thương đến các tế bào vận động mạch như là não, tim, phổi, một trong những nguyên nhân gây tử vong cao ở người. Khi mà đốt than củi nó sẽ ở trong cái môi trường mà kín, môi trường mà khí nó không được thông thoáng ấy, thì nó sẽ sinh ra một cái lượng khí CO, vì vậy nó dẫn đến tình trạng là thiếu oxy tế bào, nhất là ở tim lập thể, gây ra tình trạng tổn thương tế bào não này, tế bào cơ tim này và các tất cả các cơ quan do tình trạng thiếu oxy. Thì với bệnh nhân mà đưa đến viện sớm thì cái tỷ lệ cứu sống được, nhưng mà nó có cái tỷ lệ di chứng, đó là có thể mù vĩnh viễn này hoặc là tổn thương não không hồi phục, đấy là để lại cái di chứng hôn mê rồi di chứng liệt cũng tương đối là cao. Vì vậy cũng khuyến cáo người dân là trong mùa đông lạnh không nên sử dụng các cái nguồn sưởi ấm bằng củi than đốt, đốt nhất là trong phòng kín vào mùa đông. Ngoài ra, để bảo vệ sức khỏe người dân, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo một số biện pháp an toàn để làm ấm cơ thể trong mùa lạnh, như là thường xuyên luyện tập thể thao, sử dụng trà quế hay là trà gừng, vừa giữ ấm cơ thể vừa làm tăng sức đề kháng hiệu quả. Và thay vì dùng than thì người dân nên sử dụng các thiết bị sưởi ấm an toàn hơn để phòng chống nguy cơ cháy nổ và bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng ở địa phương, nhất là vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân sử dụng than đốt sưởi ấm đúng cách để bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình, tránh xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản. Sau đây, mời chị Đào Xuyên tiếp tục chương trình. Vâng, cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền. Phải nói là người dân đốt than ở trong phòng và lại che chắn rất là kín là bởi vì sợ mất đi cái hơi nóng của nó, nhưng cuối cùng thì cái việc đấy lại khiến cho chính họ mất mạng. Và chắc chắn là mạng sống của chúng ta thì quý giá hơn bất kỳ điều gì, phải không ạ? Cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền về phần trình bày vừa rồi.